Xin chân thành cảm ơn bạn Thiều Đình Trung, sinh viên K55, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã rất nhiệt tình ủng hộ cho chương trình. Các bạn lưu ý, sau mỗi câu hỏi sẽ chỉ có 5 giây để các bạn suy nghĩ và trả lời. Do vậy khi bạn đã tham gia thì hãy tập trung cao độ nhé. Và nhớ sau khi xem xong bạn hãy cho bình luận hay ý kiến của bạn ở dưới video nhé. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Câu hỏi số 1. Khi vị trí mặt trời, mặt trăng, trái đất có vị trí như thế nào thì dao động của thủy triều là lớn nhất? Khi thẳng hàng. Toasty. Nằm bên dãy Hoàng Liên Sơn, Mù Căng Chải là huyện vùng sâu vùng xa của tỉnh. Yên Bái. Toasty. Cáp quang là dây dẫn sáng ứng dụng hiện tượng gì để truyền tín hiệu trong thông tin? Là hiện tượng phản xạ toàn phần. Người phụ nữ có nụ cười nổi tiếng nhất Việt Nam và có câu nói nổi tiếng trước tòa án chính quyền Sài Gòn: "Tôi sợ chính quyền các ông không đủ thời gian tồn tại để thi hành án của tôi." Bà là ai? Là bà Võ Thị Thắng. Ai là nữ anh hùng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam? Là nữ anh hùng Nguyễn Thị Chiên. Ai là nữ tướng Việt Nam duy nhất trong thế kỷ 20? Nữ tướng Việt Nam duy nhất trong thế kỷ 20 là bà Nguyễn Thị Định. Toasty. Người phụ nữ biên soạn cuốn từ điển Hán Nôm cổ nhất Việt Nam, cuốn từ điển Hán Nôm, mọc âm chí nam giải nghĩa ở thế kỷ 16 là ai? Đó là bà Trịnh Thị Ngọc Trúc. Toasty. Người phụ nữ nào sáng tác nhiều bài thơ nôm nhất và được Xuân Diệu ví là bà chúa thơ nôm? Chỉ có thể là Hồ Xuân Hương. Toasty. Câu ca dao về nạn giặc cướp, thương em anh cũng muốn vô, sợ chuông nhà Hồ, sợ phá. Tam Giang. Toasty. Khi rơi tự do vật bị lệch về phương nào? Phương Đông. Ai là người đưa ra thuyết tiến hóa trung tính? Kimura, năm 1971. Toasty. Khi hòa tan amoni nạp chất vào nước, nhiệt độ dung dịch sẽ thay đổi như thế nào? Giảm. Toasty. Loại phân bón nào có hàm lượng đạm lớn nhất? NH22CO. Chính là phân đạm Uze. Toasty. Thủy ngân được xem là dung môi của các kim loại, vì các kim loại dễ tan vào thủy ngân ở nhiệt độ thường để tạo nên hợp kim mà người ta thường gọi là... Là hỗn hống. Toasty. Ngư tiểu y thuật vấn đáp là tác phẩm của ai? Nguyễn Đình Chiểu. Toasty. Chỉ số nào đặc trưng cho tính chống kích nổ của nhiên liệu động cơ? Chỉ số này càng cao, khả năng chống nổ càng tốt. Octan. Toasty. Tất nước đầu đình, thuộc loại bài ca giao duyên, dù ở đây không có hình thức đối đáp nam nữ mà chỉ có lời của. Chàng trai. Toasty. Hãy điền từ còn thiếu trong đoạn văn sau. Là cái liềm vàng giữa đồng sao. Là cái đĩa bạc trên tấm thảm nhung da trời. Tòa xuống trần gian. Tuôn suối mát để những hồn khao khát ngục lặn. Trăng. Trăng là cái liềm vàng giữa đồng sao. Trăng là cái đĩa bạc trên tấm thảm nhung da trời. Trăng tỏa xuống trần gian. Trăng tuôn suối mát để những hồn khao khát ngục lặn. Các bạn trả lời đúng được bao nhiêu câu rồi? Hãy cho ý kiến nào. Bản giao hưởng, anh hùng, Beethoven sáng tác ban đầu tặng cho một vị tướng nước nào? Nước Pháp, chính là Napoleon Bonaparte. Đầu tôi chưa rơi xuống đất,
Xin bệ hạ đừng lo, là câu nói của ai? Trần Thủ Độ. Là dạng địa hình phổ biến của trái đất, chiếm 52% diện tích châu Á và 24% bề mặt trái đất. Là núi. Từ 1 đến 150 có bao nhiêu chữ số không? Mười sáu. Câu dân là người đầu tiên phát hiện ra di truyền qua tế bào chất. Theo bạn ông phát hiện ra vào năm nào? Năm 1909. Hội nghị IALTA diễn ra tháng 2 năm 1945 giữa ba cường quốc là Mỹ, Liên Xô và... Hội nghị IALTA diễn ra tháng 2 năm 1945 giữa ba cường quốc là Mỹ, Liên Xô và Anh. Bao giờ hết có nước Nam thì hết người Nam đánh Tây. Đây là câu nói của ai? Nguyễn Trung Trực. Cộng hòa Dân chủ Đức và Cộng hòa Liên bang Đức chính thức được thống nhất vào năm nào? Năm 1990. Nếu truyền một chùm ánh sáng trắng qua một lăng kính thì ánh sáng màu gì bị lệch về đáy ít nhất? Đờ. Thủy triều hình thành do lực hấp dẫn giữa. Trái đất và mặt trăng. Người ta mệnh danh nguồn năng lượng nào là than đá xanh? Là gió. Đèn kéo quân quay được là nhờ vào hiện tượng gì? Đối lưu không khí. Đảo Greenland thuộc chủ quyền của nước nào? Là Đan Mạch. Thủy điện Thác Bà được xây trên con sông nào? Là sông Chảy. Khu kinh tế Dung Quất nằm ở tỉnh nào? Tỉnh Quảng Ngãi. Số nào còn thiếu trong hình số 3? 3. Câu này dành cho các bạn thực sự thông minh mới có thể trả lời được nhé. Đến đây cũng là lúc chúng ta cùng xem lại số điểm nào, bạn trả lời được bao nhiêu câu đố trí tuệ ở trên. Hãy nhớ bình luận cho tôi và các bạn khác cùng tham khảo nhé. Cảm ơn các bạn đã tham gia, chúng ta sẽ gặp nhau ở các video sau nhé.